Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữ của quận Cầu Giấy Hà Nội với đội tuyển bóng truyền hay nữ của Trung tâm Thể dục Thể thao Lào Cai trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 được tổ chức tại Thái Nguyên. Điểm số như vậy là điểm số bây giờ là 3-0 nghiêng về các cầu thủ Cầu Giấy. Các cầu thủ Cầu Giấy phía gần mình các bạn và các cầu thủ của Lào Cai phía xa mình các bạn. 4-0, phát bóng có điểm ngay. Ngay như quả đó là vào trận đấu thì các cầu thủ Cầu Giấy có màn khởi động rất tuyệt vời. Ơi. Như vậy bên tuyển Lào Cai thì lấy về điểm số đầu tiên của mình. 1-4. Đây là trận đấu dành cho lứa tuổi từ 60 trở lên. Các bạn. Trận đấu tiếp tục. Tỷ số bây giờ là 1-4. Không được rồi. Điểm cho Lào Cai. 2-4. Vẫn còn. Quả bóng rất dài, lăn léo. Điểm 5-2 cho các cầu thủ Cầu Giấy.
điểm số bây giờ là 11-7 nghiêng về các cầu thủ Cầu Giấy. Các đội tuyển trọng tài bắt lỗi kỹ thuật, lỗi vít bóng trên lưới, thủ tay chạm lưới. 12-7 cho các cầu thủ Cầu Giấy. Số 11 của Cầu Giấy phát bóng. Mười ba bảy, khoảng cách 6 điểm cho các cầu thủ đến từ thủ đô Hà Nội. Và các đội tham dự đến với giải đấu năm nay thì các đội cao tuổi của Hà Nội thi đấu rất thành công. Còn không được rồi, điểm cho các cầu thủ Lào Cai trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta bắt đúng 8-13. Điểm số bây giờ là 13-10 nghiêng về các cầu thủ Cầu Giấy. Giờ là bên tuyển của Lào Cai phát bóng. Trở dài điểm cho Lào Cai. 11-13. Đây là giải đấu dành cho lứa tuổi 60 tuổi trở lên, đây là lứa tuổi cao tuổi nhất trong cái giải bóng truyền hơi của toàn quốc lần thứ 10 này. Bên tuyển Cầu Giấy xin lỗi ý, vậy là 12-13, khoảng cách còn 1 điểm. Bên tuyển Cầu Giấy xin lỗi ý, bên tuyển của Lào Cai phát bóng. Với điểm số bây giờ là 12-13, khoảng cách còn 1 điểm nữa thôi. Trọng tài đã thử còi điểm cho các cầu thủ Lào Cai 13 đều. Ở đó đến phút này thì hai đội lại phải làm lại từ đầu, mặc dù Cầu Giấy đã có lúc dẫn trước Lào Cai 5 điểm liền. Nhưng thực tế mà nói các cầu thủ Lào Cai chơi rất hay. Còn không, vẫn còn. Thì thế nhưng mà mưa đều. Trong sân có hai quả bóng, trọng tài cho phát lại quả bóng này. Như vậy là bên tuyển Lào Cai phát bóng. Bởi vì mình quay hai máy hai sân nên là bình luận đâu, thi thoảng lại mình bỏ một hai
hai câu nhé các bạn nhá, hai ba pha, bởi vì hai cái sân này máy lần này nó thay đổi, nó khác nhau một đoạn quá. Vẫn còn à, xin lỗi, mình đang đang mãi nhìn sân bên. Tỷ số bây giờ vẫn là 13 đây. Thỏ bóng rất dài. Như vậy điểm cho Lào Cai trong phong bóng vừa này 14-13. Bên tuyển Cầu Giấy xin hội ý, xin thay người thì phải. Tỷ số bây giờ là 16-14. Có lẽ là bên Cầu Giấy xin thay người. Vâng, số 10 ra sân và số mới vào sân đây, số 3. Số 15 vào sân. À đúng rồi, số 15 vào sân. Chị à. Số 10 xin ra sân. Tỷ số bây giờ là 16-14, khoảng cách còn 2 điểm thôi. Các cầu thủ Lào Cai thi đấu rất tốt. Mình thấy như các cầu thủ Lào Cai cần phải trưởng thành sau mỗi một trận đấu. Không được rồi, điểm cho Lào Cai 17-14. Bên tuyển Lào Cai phát bóng. Cầu thủ của Lào Cai chơi rất tập trung. Lỗi rồi, lỗi bê bóng của các cầu thủ trong đài ra hiệu, lỗi bê bóng của các cầu thủ Lào Cai. Điểm cho Cầu Giấy 15-17. Còn không được rồi, 16-17 cho Cầu Giấy. Một pha đối bóng rất bất hợp lý. Có lẽ là bên tuyển Lào Cai xin hội ý. Vẫn còn đội bóng rất lăn léo. Đó là điểm đây. Đây chỉ là hai điểm Lào Cai với Cầu Giấy thôi. Chúng ta cho phát lại pháo bóng này. Trong sân có hai trái bóng. Số 7 của Cầu Giấy phát bóng. Điểm của Cầu Giấy 17-18.
số 11 của giấy phát bóng. Bóng trong sân rồi, như vậy điểm số được cân bằng 18 đều. Điểm số bây giờ là 19 đều rồi. Đó, các cầu thủ của Cầu Giấy thi đấu rất xuất sắc và dẫn trước 4 điểm liền. Bóng rất dài, đó là dài điểm đây. Lỡ rồi, lỡ vít bóng trên lưới, điểm cho Cầu Giấy là chính xác cho pha bóng vừa rồi là pha vít bóng trên lưới của số 5. Như vậy là 20-19 cho các cầu thủ Cầu Giấy. Đúng rồi, quả vít bóng. Số 15 của Cầu Giấy phát bóng. Thúc xét đấu thứ nhất thì các cầu thủ Cầu Giấy giành chiến thắng trước các cầu thủ của Lào Cai với điểm số là 21-19. Và đó có sự ngược dòng rất đẹp mắt của các cầu thủ Cầu Giấy trong xét đấu vừa rồi. Xét đấu thứ hai tiếp tục. Như vậy là sang xét đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Lào Cai phía gần mảnh các bạn và các cầu thủ của Cầu Giấy Hà Nội phía xa mảnh các bạn. Ở xét đấu đầu tiên thì các cầu thủ của Cầu Giấy đã ngược dòng và thắng đội Lào Cai với điểm số là 21-19. Đây là xét đấu thứ hai. Cũng báo cáo với các bạn đây là trận đấu dành cho lứa tuổi 61 tuổi trở lên, tức là những người sinh năm 1963 trở về trước được tham dự trận đấu này. Các bạn ở góc quay này rất khó nhìn từ bảng số 1-0 cho các cầu thủ Cầu Giấy Hà Nội. Ban tổ chức đề nghị tất cả vận động viên phát bóng ăn điểm ngay của Cầu Giấy 2-0. Pha mất tập trung của các cầu thủ Lào Cai rất tiếc. Đề nghị tất cả cổ động viên và các cổ động viên trên đất thi đấu ta chuyển đến khán đài và vị trí dưới sân, dưới sàn đấu, các vận động viên thi đấu.
Như vậy điểm số bây giờ là 2-3 cho Lào Cai. Ở thế đấu đầu tiên thì gần như Lào Cai dẫn đầu trước suốt. Rất tiếc phút cuối đã để các cầu thủ Cầu Giấy ngược dòng. Điểm cho Lào Cai. Rồi 3 đều. Lỗi rồi. À xin lỗi. Không bắn bóng quả. Cái bành chân 11 bành chân lên trong 22 mét rồi. Chúng ta đang bắt. Thằng bên này chỉ nhìn bóng, các ông chỉ nhìn bóng thôi, không nhìn điểm chân. Đấy, mẹ không quả nổi chân chứ. Đấy, chả ra gì nhỉ? Nó nổi như run để mẹ này làm sao bắt quả được. Rồi, trọng tài này cũng bắt. Số 6 của Lào Cai không? Như vậy điểm số bây giờ là 4-3 nghiêng về các cầu thủ của Lào Cai. Bóng không qua lưới. Đổi điểm cho các cầu thủ Cầu Giấy 4 đều. Bóng tốt. 5-4 cho Cầu Giấy. Bên Cầu Giấy có pha thả nhỏ rất tuyệt vời. Tôi báo cáo với các bạn đây là giải đấu dành cho lứa tuổi U60 trở lên, nên là cái đường bóng tốc độ rất chậm các bạn ạ. Nếu lứa trẻ chuyên nghiệp thì bỏ qua trận đấu này. Không rồi, bóng không qua lưới. Đổi điểm cho các cầu thủ Lào Cai 5 đều. Bình chân liên tục nha, nổi chân trong cái hành mét liên tục khi sạc bóng đấy, lại nếu bắt quay chậm nhưng pha bị liên tục bình càng liên tục mà không ấy không bắt thôi, không quả đấy thì không sao. Bởi vì nhà mình hay bắt đấy, quả lỗi là thứ năm liên tục pha bóng này 3 lần lỗi của xem. Mình ở nhà mình chưa tổng tài mình biết chứ. Đấy, cứ như thế thu chậm là nổi chân, cứ gần như thế là thu chậm là nổi chân. Như vậy điểm số bây giờ là 6-5 nghiêng về các cầu thủ Lào Cai. Như vậy điểm số bây giờ là 6 đều. Bên tuyển Lào Cai phát bóng. Số 11 của Lào Cai phát bóng. Cái ông thứ hai trọng tài không thống nhất, bắt trên và bắt dưới. Hai ông nào heo heo mắt lên theo bóng thì thấy đó thua. Hai trọng tài chính như thế. Ờ. Trọng chủ yếu là nhìn vạch. Một thằng nhìn chân, một thằng nhìn bóng mà thống nhất phải bắt như thế cơ. Hôm nay cũng ngảnh ngảnh cái bắt lên. Cái này nhìn chân đó. Đấy nhà mình xa nhìn mới biết. Nhưng pha sáng bóng nó nổi chân. Đấy, tôi chẳng được. Cái này được. Cái này chứ. Cái này đứng ở trong cái mất chân lên. Bây giờ là điểm cho Lào Cai 7-6. 7-7. Coi như không, chẳng có điểm. Chưa,
Lào Cai số 1 phát bóng. Tỷ số bây giờ là 7-6 nghiêng về Lào Cai. Đấy. 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 Không bắt chân. Vẫn còn. Bóng rơi tự do như vậy, điểm số được cân bằng 7 đều. Một pha không hiểu với nhau của các cầu thủ Lào Cai. Bây giờ là 19 nghiêng về các cầu thủ Lào Cai. Như vậy trọng tài xác định bóng trong sân, 11-9 cho Lào Cai. Số 11 của Lào Cai phát bóng. Không qua lưới rồi. 12-9 cho các cầu thủ Lào Cai. Bên tuyển cầu Giấy xin hội ý. Em không hoạt được nào. Em đang đi thôi mà. Vâng. Tỷ số bây giờ là 12-9 nhưng về các cầu thủ Lào Cai. Chị đánh đội nào chị cứ đánh về chị YouTube chị tìm cái tên của bạn là Lai Châu với Lào Cai thì ạ. Có. Lai Châu hôm qua quay mới nhận mà. Chúng tôi tìm là Lào Châu.
Ba Châu và Lào Cai chẳng hạn, là chị đánh đôi nào? Ba Châu Trung Quan. Vâng, chị đánh tìm từ khóa đó ở trên TV là đấy. Chị đánh đôi nào, chị nói tên mình và tên bạn của mình đó. Vâng, tức là quay em quay hết, vâng, tất cả các trận đấu em quay hết. Vâng, chỉ có sáng qua có một hai trận bỏ, một trận bỏ đâu, hai trận bỏ. Như vậy điểm số là 12-10. Trong vòng khoảng một tuần sau khi hết giải, trong vòng một tuần rồi sau khi cúp, nhưng mà cái tìm tên đội chị đánh đội nào thì nhớ không? Nhớ như vậy thì tìm tên đội chị đi á, đấy hai tên trong các trận đấu như là Hà Lai Châu Lào Cai hoặc là Lai Châu với Cao Bằng chẳng hạn. Đập bóng tốt, như vậy là điểm cho các cầu thủ Lào Cai trong pha bóng vừa rồi. Nhìn thấy em, đúng là 14-10 à? Tốt điểm cho Lào Cai 15-12, một pha bóng rất dài.
thủ rất tốt, đá bóng rất dài cái trận ở cái đội này, hai đội này. Bóng ngoài sân rồi. 16-12 cho các cầu thủ Lào Cai. Bộ nhỏ rất sáng tạo của các cầu thủ Cầu Giấy, điểm 13-15. Và điểm 14-16. Thôi đúng rồi. Điểm 15-16, như vậy khoảng cách chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Điểm số bây giờ vẫn là 16-15 nghiêng về các cầu thủ Lào Cai. Đấy. Không được rồi, bóng ngoài sân rồi. 17-15 cho Lào Cai. Biên tuyển số 1 của Lào Cai phát bóng. Điểm cho các cầu thủ Cầu Giấy 16-17. Số 7 của Cầu Giấy phát bóng.
Như vậy điểm số bây giờ là 20 19 Kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ Lào Cai vượt dòng và thắng với tỷ số là 21-19. 21-19. Như vậy là hai đội phải phân định thắng thua, phải thi đấu trận đấu thứ ba. Trận đấu thứ ba giữa Lào Cai và Cầu Giấy. Sang trận đấu thứ ba ở hai trận đầu tiên thì hai đội đang hòa nhau. Đây là trận đấu thứ ba, bên tuyển Cầu Giấy vẫn phía xa mà này các bạn, và Lào Cai phía gần này các bạn. Như vậy điểm số bây giờ là 1-1. Tuyển Lào Cai phát bóng. Điểm số bây giờ là 3-1 như về các cầu thủ Cầu Giấy. Được rồi. Điểm cho Lào Cai 2-3. Lào Cai nó còn số năm này cũng đấy, không được thôi. Mình kiên nhảy sang này con được thắng á. Con này đấy không đo được đầy cả. À, trong cả không bắt đầu có đánh chơi thôi kệ nó. Như nào? Đấy quả đó. Quay chậm về, em quay thì kết quả quay chậm về cãi lâu về lên nửa hết toàn 2-3 phân. Thôi được rồi, điểm 4-2 cho các cầu thủ Cầu Giấy Hà Nội. Như vậy trọng tài xác định bóng trong sân. Bóng trong sân. Điểm 3-4. Trong sân. Đấy. Mà trọng tài biên là chỉ trong sân thì mình theo trong sân. Đấy, biên là chỉ trong sân ạ. Biên chỉ trong sân. Thì số bây giờ là 3-4. Như vậy điểm số được cân bằng 4-4.
6-4 như về các cầu thủ Cầu Giấy. Năm tư trở lên nếu U60 thì đưa kia thì 60. Đây năm tư trở lên nữa. Đưa số 5 là cũng vậy, đưa 60 rồi. Vẫn còn. Bóng trong sân. Điểm 7-5 cho các cầu thủ Cầu Giấy. Đã đổi sân tiếp tục trận đấu thứ 3. Tỷ số bây giờ là 8-5. Tỷ số bây giờ là 8-5 nghiêng về các cầu thủ Cầu Giấy các bạn. Bỏ ngỏ thành công. Điểm 6-8 cho Lào Cai. Đây là trận đấu thứ 3, phải nói đội nào chơi cũng rất chắc. Điểm 9-6 cho các cầu thủ Cầu Giấy. Chúng bây giờ là 16 các cầu thủ của Lào Cai, xin lưu ý. Điểm số giờ là 16 nghiêng về Cầu Giấy. Ban tổ chức xin mời các cổ động viên ở sân giữa đây. Xin mời các bạn lên trên đây. Xin mời các bạn chị lên trên đây khu vực thi đấu. Bóng ngoài sân rồi. 7-10 cho Lào Cai. Đây là trận đấu thứ 3. Ngoài sân. Điểm 11-7 cho các cầu thủ Cầu Giấy. Xin mời các chị lên trên đi ạ.
83 điểm cho các cầu thủ Lào Cai. Đội tuyển Lào Cai phát bóng. Không có đấy rồi, 93. Đúng ngoài sân, 14-9. Bên tuyển Cầu Giấy phát bóng, chỉ còn một điểm nữa thôi thì các cầu thủ Cầu Giấy giành chiến thắng ở trận đấu này. Không, 15-9 như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ Cầu Giấy giành chiến thắng trước các cầu thủ Lào Cai với điểm số là 15-9 và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.